Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình tối nay thứ ba ngày 9 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thu hút các nguồn lực đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần bảo vệ môi trường, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân. Tỉnh Tuyên Quang đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tìm giải pháp cho hoạt động xuất khẩu trên địa bàn. Một số lỗi sai phổ biến khi ghi phiếu đăng ký dự thi, kỳ thi trung học phổ thông năm 2020, các thí sinh cần tránh. Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên cắt các đường dây liên lạc với Hàn Quốc. New York chính thức mở cửa một phần hoạt động. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Chiều nay, mùng 9 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật cư trú sửa đổi. Trước đó vào sáng nay, thảo luận tại tổ 7 gồm đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Thái Bình, Ninh Thuận và Quảng Trị. Đồng chí Trầu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang làm tổ trưởng điều hành phiên thảo luận. Các đại biểu cơ bản ủng hộ chủ trương chuyển đổi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để nhất quán trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, đảm bảo tính hiệu quả, thành công do dự án, đồng thời tạo điều kiện tối đa cơ hội đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị chính phủ giải trình làm rõ nhiều nội dung. Về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang bày tỏ tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết, song cũng đề nghị cần có thêm đánh giá tác động chính sách cũng như có mục tiêu phát triển đối với thủ đô. Đại biểu Hoàng Bình Quân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cho rằng cần tổng kết thực hiện những cơ chế đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh có cơ chế chính sách đặc thù và mục tiêu phát triển cụ thể, trong khi Hà Nội vẫn tồn tại nhiều vấn đề như ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông, quản lý nguồn nước. Do đó cần đặt ra yêu cầu định hướng chỉ tiêu phát triển đối với thủ đô. Mở đầu phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021. Với tỷ lệ trên 91% đại biểu tán thành, nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 đã chính thức được Quốc hội thông qua. Theo đó, Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020 với các dự án, dự thảo, luật giao thông đường bộ sửa đổi, luật phòng chống ma túy sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công đoàn. Tiếp tục thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội, một số đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến về quy định tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách tối thiểu từ 35% lên 40%. Luật tổ chức Quốc hội cần phải quy định cụ thể tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, qua đó để cử tri lựa chọn, bầu ra những người xứng đáng nhất đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực tối cao. Ngay sau thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật cư trú sửa đổi. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự án luật này là hướng tới bãi bỏ sổ hộ khẩu. Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội nhất trí với việc đổi mới phương thức quản lý cư trú của công dân, bởi phương thức quản lý này sẽ không chỉ đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí hành chính, đảm bảo tốt hơn việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân, mà còn góp phần đảm bảo quản lý dân cư chặt chẽ, thực chất, hiệu quả hơn, khắc phục nhiều bất cập trong công tác quản lý dân cư ở nước ta hiện nay. Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La do đồng chí Lò Minh Hùng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn đã tổ chức chuyến đi học tập kinh nghiệm về chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tại Tuyên Quang. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có diện tích đất lâm nghiệp chiếm hơn 76% diện tích tự nhiên, trong đó diện tích rừng trồng trên 191.000 ha. Độ che phủ rừng của năm 2019 là trên 65%. Đến nay, tỉnh Tuyên Quang có trên 25.000 ha rừng được cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn FSC, chiếm gần 19% diện tích rừng trồng sản xuất. Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung phát triển bền vững tài nguyên rừng và phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị rừng trồng. Tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng liên kết, gắn sản xuất chế biến với tiêu thụ nhằm phát triển bền vững, hiệu quả.
thu hút các nguồn lực đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần bảo vệ môi trường, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân, gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Chuyến tham quan học tập kinh nghiệm lần này, đoàn công tác của tỉnh Sơn La đã đến tham quan diện tích rừng tại công ty trách nhiệm hạn một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương, tìm hiểu về cách thức quản lý, quy trình cấp chứng chỉ rừng và những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt, các thành viên đoàn công tác và các đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm về phát triển rừng FSC, về thị trường và các sản phẩm được cấp chứng chỉ rừng. Đoàn công tác tỉnh Sơn La cũng đánh giá cao việc phát triển lâm nghiệp, trong đó có phát triển các diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thông qua hoạt động này nhằm giúp các đơn vị liên quan nắm bắt các quy trình thực hiện cấp chứng chỉ rừng, rút ra bài học kinh nghiệm để có thể áp dụng ở Sơn La trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác tỉnh Sơn La đã đi thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương. Tại đây, đoàn đã dâng hương, thăm lán Nà Nưa, đỉnh Tân Trào, cây đa Tân Trào. Các thành viên trong đoàn công tác đã bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những diện tích đất ruộng lầy thụt, quản lý xe trọng tải lớn đi vào các tuyến đường mới làm trên địa bàn, đầu tư sửa chữa nguồn cung cấp nước sạch sinh hoạt, kiểm tra hoạt động của hợp tác xã. Đây là những kiến nghị của cử tri xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Triệu Kim Long, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri đánh giá cao những giải pháp mà huyện và địa phương đã triển khai và thực hiện, tiếp thu các kiến nghị. Đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo huyện Sơn Dương đã trực tiếp giải đáp những vướng mắc, làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri quan tâm và nêu lên tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Kim Long đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tổng hợp phân loại các kiến nghị gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết. Sáng nay, mùng 9 tháng 6, tại xã Phúc Thịnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chiêm Hóa đã tổ chức triển khai xây dựng mô hình tự quản, thực hiện phong trào Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, tỉnh ủy viên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Một trong những biện pháp thực hiện xử lý rác thải đó chính là việc các hộ gia đình tiến hành phân loại rác thải vô cơ và hữu cơ trước khi được đem đi xử lý tập trung. Đây cũng chính là mục tiêu được các cấp Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn huyện Chiêm Hóa hướng tới trong phong trào Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Lần này là thu gom rác thải là phân loại ra phân vô cơ và hữu cơ là cũng không khó gì đâu, bởi vì là gia đình tôi là dùng cái phân hữu cơ ấy để mà tận dụng là sản xuất. Thực hiện phong trào Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa năm nay, Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn thực hiện thí điểm 3 mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhựa. Từ năm 2011 đến năm 2025, phấn đấu mỗi xã có thêm 20% số thôn tổ dân phố thực hiện mô hình tự quản thu gom và trên 95% số hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Trước mắt là một chỉ đạo mỗi xã thị trấn, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thị trấn lựa chọn hai khu dân cư để thực hiện, và đồng thời cũng mời bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban tác mặt trận và trưởng các chi đoàn chi hội để cũng dự và xem rồi trực tiếp sau đó về triển khai thực hiện ở thôn bản, và đồng thời là cũng mỗi chỉ đạo mỗi xã thành lập 3 cái mô hình tự quản về vấn đề thu gom rác thải, phòng chống rác thải nhựa. Việc triển khai kế hoạch xây dựng mô hình tự quản thực hiện phong trào Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chiêm Hóa là một hoạt động thiết thực góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường. Năm 2020, Tuyên Quang đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 135 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp dệt may, da giày. Hiện nay thì tỉnh Tuyên Quang đang đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc tìm giải pháp cho hoạt động xuất khẩu trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. 4 tháng đầu năm, công ty cổ phần giấy An Hòa Tuyên Quang xuất khẩu được 2.000 tấn bột giấy và trên 600 tấn giấy sang các nước Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Philippines. Tuy còn ít so với mục tiêu đề ra, nhưng so với các doanh nghiệp khác thì đây là con số khả quan để doanh nghiệp hướng tới việc hoàn thành xuất khẩu trên 12.000 tấn bột giấy và 9.000 tấn giấy từ nay đến cuối năm. Chúng tôi cũng chủ động
tìm các cái giải pháp, đặc biệt là tìm các thị trường nước ngoài để đẩy nhanh, đẩy nhiều cái sản lượng xuất khẩu hơn so với kế hoạch. Có thể nói đến thời điểm bây giờ thì chúng tôi cũng đã tìm được một vài cái đối tác ở châu Âu để tới đây sẽ xuất khẩu sang một số nước bên đó. 5 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Tuyên Quang ước đạt 30 triệu đô la Mỹ, bằng 22% so với kế hoạch năm và giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2019. Ngay khi tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Sở Công Thương Tuyên Quang đã phối hợp với các ngành thường xuyên thông tin vướng mắc khó khăn đề xuất của doanh nghiệp về những ảnh hưởng của dịch COVID-19 với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương để nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp. Sở Công Thương cũng sẽ tiếp tục là kết nối, giữ cái mối liên hệ với lại các tham tán thương mại của các nước để xem là có cái thị trường nào là có thể là tiêu thụ được cái sản phẩm của Tuyên Quang công, thì sẽ tiếp tục là hỗ trợ về mặt thông tin cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp tìm kiếm cái thị trường mới để làm sao mà cái hàng hóa xuất khẩu của tỉnh của chúng ta đạt được kết quả tốt hơn. Nữa là cái nữa là trong cái thời gian mà hiện nay đơn hàng nó còn ít thì cũng đề nghị các doanh nghiệp mà có cái mặt hàng xuất khẩu lớn của chúng ta thì tập trung vào cái việc mà xây dựng cái thương hiệu rồi là xây dựng cái vùng nguyên liệu hàng hóa, làm sao mà nó có cái thương hiệu hay cái nhãn sản phẩm hay cũng như là cái thủ tục để làm sao mà khi mà có cái thị trường, có cái đơn hàng thì chúng ta có đủ cái điều kiện là chúng ta sản xuất và xuất khẩu. Thời điểm này, tình hình khống chế dịch COVID-19 ở các nước trên thế giới đang được kiểm soát. Do đó, nhu cầu được dự báo sẽ dần tăng trở lại trong thời gian tới. Đây chính là tín hiệu tích cực cho hoạt động xuất khẩu của tỉnh trong nửa cuối năm nay. Nâng cao chất lượng sản phẩm cam sành bằng việc sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ và tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm đảm bảo môi trường sinh thái bền vững, thực phẩm sạch, an toàn đang được huyện Hàm Yên tập trung triển khai thực hiện tại vườn cam của các hộ gia đình. Mấy năm nay, huyện Hàm Yên đã tích cực phối hợp với ngành nông nghiệp của tỉnh hỗ trợ thành lập các nhóm, liên nhóm sản xuất tiêu thụ sản phẩm cam sành theo chuỗi giá trị. Theo đó, liên nhóm đã kết nối được với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân với cam kết thu mua các sản phẩm hữu cơ về giá cao hơn so với sản phẩm cam sản xuất thông thường. Thì chúng tôi sản xuất hữu cơ thì chúng tôi sử dụng bằng các cái chế phẩm mình tự chế như gừng, tỏi, ớt và thuốc lào để khống chế sâu bệnh. Rồi là so sánh với cái thu nhập ngày xưa là đến bây giờ là cao hơn rất nhiều so với trước đây mình sản xuất thông thường. Tổng số cam Việt Gáp là có tổng số 500 cây trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thì em thấy là nó mang lại hiệu quả kinh tế cao, cây xanh tốt mà nó cũng ít sâu bệnh, giá bán thì cũng ổn định và hiệu quả kinh tế cao hơn các loại cây trồng khác. Để nâng cao chất lượng sản phẩm cam sành, huyện Hàm Yên đã rà soát toàn bộ diện tích, loại bỏ những vườn cam già cỗi, năng suất chất lượng thấp, trồng thay thế bằng giống cam sành sạch bệnh và đầu tư sản xuất theo quy trình sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường như sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, Việt Gáp, Rainforest để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Qua đó đã giúp người trồng cam nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, tạo bước đột phá mới cho chất lượng cam sành Hàm Yên. Thực hiện tổ chức tập huấn hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện sản xuất cam sành theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt Nam. Qua đó cũng đã nâng cao được cái nhận thức cho bà con nhân dân, trình độ canh tác cũng như là nâng cao chất lượng sản phẩm cam sành trên địa bàn huyện Hàm Yên. Và đối với sản xuất cam theo tiêu chuẩn hữu cơ này thì cái đầu ra ổn định cho bà con nhân dân và cái giá bán sản phẩm cam hữu cơ này cao hơn so với sản xuất thông thường khoảng gấp 2 đến 3 lần. Tuy chỉ sau hơn 2 năm thực hiện, nhưng số hộ tham gia sản xuất cam sành theo tiêu chuẩn hữu cơ và Việt Gáp đã được mở rộng, bởi nó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, mà cũng chính là bảo vệ sức khỏe của người nông dân khi họ canh tác trong môi trường an toàn. Và đây cũng là những yêu cầu bắt buộc của thị trường. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Phải làm gì để cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế được thụ hưởng và khai thác có hiệu quả nhất những cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA? Sở
Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020 với gần 300 tour và 280.000 vé ưu đãi. Đợt nắng nóng kéo dài trong những ngày qua đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nhằm hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến, Điện lực Yên Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền tới khách hàng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Trực tiếp đến các hộ dân tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện được cán bộ Điện lực Yên Sơn thực hiện trong những ngày nắng nóng này. Thông qua các tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn sử dụng điện, thiết bị điện đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đã giúp cho các hộ gia đình trên địa bàn sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện. Không cần thiết thì cắt giảm bớt những cái điện đi, tủ lạnh chẳng hạn, hoặc là như bóng điện này tôi dùng những cái bóng mà tiết kiệm điện để gia đình nó giảm cái điện năng tiêu thụ đi. Hiện nay Điện lực Yên Sơn phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho trên 47.600.000 khách hàng. Để tuyên truyền tiết kiệm điện tới mọi người dân trong mùa nắng nóng, Điện lực Yên Sơn đã cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng điện, thiết bị điện đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho các hộ gia đình. Qua đó đã nâng cao nhận thức, tạo thói quen, kỹ năng sử dụng điện tiết kiệm của mọi người dân. Đồng thời, Điện lực Yên Sơn cũng tăng cường kiểm tra an toàn lưới điện, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định. Khuyến cáo đến bà con nông dân là trong mùa nắng nóng thì cũng đề nghị bà con nông dân là sử dụng các cái thiết bị điện một cách hiệu quả, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, khi không cần thiết. Và thứ hai là sử dụng các thiết bị điện mà nó để đảm bảo an toàn, để tránh để xảy ra tai nạn. Và trong cái mùa nắng nóng, việc tuyên truyền tiết kiệm điện trong đợt cao điểm của mùa nắng nóng là rất cần thiết, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi người sử dụng điện, qua đó góp phần thực hiện tiết kiệm điện một cách hiệu quả, thiết thực. Trở thành trung tâm y tế đứng đầu tuyến huyện, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhận được niềm tin của người bệnh là những kết quả nổi bật của Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thi đua yêu nước không chỉ là một phong trào, mà đã trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của các cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa. Được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm đối với người bệnh. Chính điều này đã đưa trung tâm trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy, không chỉ của nhân dân địa phương mà còn của cả khu vực lân cận. Tôi không may bị tai nạn vào đây cũng nhờ có các bác sĩ ở đây giúp đỡ nhiệt tình cho tôi ở đây yên tâm, không phải đi tuyến trên nữa. Tôi vào đây thì được các bác sĩ chăm sóc cho tôi rất tận tình. Mổ trước khi mổ xong là bác sĩ cũng thường xuyên đến hỏi thăm. Hiện trung tâm có 19 khoa phòng chức năng với tổng số hơn 430 giường bệnh, cùng đội ngũ 330 cán bộ y bác sĩ. Để phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả, đơn vị đã gắn việc thực hiện phong trào với nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ nhân viên, trong đó chú trọng vào công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động khám chữa bệnh của đơn vị. Phong trào thi đua yêu nước tại Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa thì được thực hiện một cách rất là sôi nổi và có hiệu quả, thể hiện cái phong trào thi đua này giữa các cá nhân với nhau, giữa các khoa phòng với nhau và giữa cái Trung tâm Y tế Chiêm Hóa với các cái trung tâm y tế của đơn vị bạn. Thi đua yêu nước đã góp phần nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh, tạo được cái niềm tin cho nhân dân. Từ việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, 5 năm liên tục, Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019. Thưa quý vị và các bạn, trong phần đánh giá về kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 chia làm 12 tiểu mục. Trong chương trình trước, chúng tôi đã giới thiệu đến tiểu mục 3 về hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến, cơ sở hạ tầng các khu điểm du lịch được quan tâm đầu tư. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tiểu mục thứ 4 về thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, doanh nghiệp đội ngũ doanh nhân phát triển về số lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoạt động đối ngoại, hợp tác đầu tư được tăng cường. Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc,
doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân phát triển về số lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoạt động đối ngoại, hợp tác đầu tư được tăng cường. Môi trường đầu tư của tỉnh có chuyển biến tích cực, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính tăng dần thứ bậc xếp hạng qua các năm. Cải cách hành chính được chú trọng thực hiện, nhất là cải cách thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, thu hút được một số doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào tỉnh. Công ty cổ phần Goodland Tuyên Quang, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Dabaco, Tập đoàn Mường Thanh ban hành và thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, hoàn thành sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp, thực hiện thoái vốn nhà nước một số công ty cổ phần, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo lộ trình. Các thành phần kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được duy trì. Kinh tế tập thể có chuyển biến theo hướng liên doanh liên kết, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho thành viên, người lao động. Tích cực chủ động triển khai các hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị và thiết lập quan hệ kết nối với các địa phương trong và ngoài nước, các tổ chức nước ngoài. Qua đó đã quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, công tác xúc tiến đầu tư, thu hút viện trợ nước ngoài có chuyển biến. Nếu như không có gì thay đổi, thì Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA sẽ bắt đầu chính thức có hiệu lực theo nguyên tắc hai bên đã thỏa thuận là ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau khi hoàn tất việc phê chuẩn hiệp định ở tại cả hai phía. Như vậy là có thể tính từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, hiệp định sẽ có hiệu lực để phục vụ cho Liên minh châu Âu và Việt Nam tổ chức thực thi. Vậy nhiệm vụ của Việt Nam lúc này là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tổng hợp ngay sau đây. Người đứng đầu ngành công thương cho rằng lúc này không phải là lúc đặt ra câu hỏi các doanh nghiệp Việt Nam có thể vào ngay thị trường châu Âu thông qua hiệp định thương mại này hay không, mà chúng ta phải đặt ra vấn đề làm gì để cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế được thụ hưởng và khai thác có hiệu quả nhất những cơ hội từ hiệp định này. Năm cái nhóm nhiệm vụ lớn nhất để đảm bảo cho cái quá trình thực thi hiệp định có hiệu quả, trong đó có những nội dung rất quan trọng liên quan đến cái việc tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho tất cả cái cộng đồng doanh nghiệp và người dân của chúng ta. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối tượng được coi là dễ tổn thương nhất, thì việc khai thác được những lợi ích, đảm bảo những cam kết của hiệp định sẽ là vấn đề đặt ra trong suốt quá trình thực thi. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với tất cả các ngành hàng. Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cái tiềm lực tài chính không đủ để chúng ta có thể tự chủ trong việc sản xuất nguyên phụ liệu tại Việt Nam. Chính vì thế mà một cái chiến lược và cũng như một cái khu công nghiệp để mà phục vụ các cái nguyên phụ liệu cho sản xuất là rất cần thiết. Ưu đãi về thuế quan, về thuận lợi hóa thương mại và tiếp cận thị trường sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc từng ngành hàng sẽ cần những chiến lược cụ thể phù hợp. Cái chiến lược dệt may đến năm 2035-2040 mà Hiệp hội Dệt may đã có cái tham gia góp ý vào trong cái chiến lược này rồi, thì cần chính phủ phải phê duyệt cái chiến lược đó. Bởi vì từ có chiến lược đó là một cái gậy, đó là cái xương sống cho cái quy hoạch các khu công nghiệp. Hiệp định EVFTA được đánh giá là lần đầu tiên đạt tới tỷ lệ ưu đãi cao nhất trong số các đối tác thương mại của Việt Nam. Điều này thể hiện ở cam kết ngay trong vòng 7 năm đầu tiên khi thực thi hiệp định, việc cắt giảm thuế quan cho các mặt hàng sản phẩm của Việt Nam sang EU lên tới 97%. Để hưởng lợi ích tối đa, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là các cơ quan chức năng, sẽ luôn đồng hành và bám sát những đòi hỏi yêu cầu của quá trình thực thi hiệp định để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020 với gần 300 tour và 280.000 vé ưu đãi. Đây là một trong các hoạt động nhằm quảng bá giới thiệu về Thành phố Hồ Chí Minh, điểm đến an toàn, sống động, thân thiện, nghĩa tình. Chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020 chính thức bắt đầu từ tháng 6 năm 2020 với gần 260 chương trình tour và 280.000 vé ưu đãi, giảm từ 10 đến 70%. Điểm nhấn của chương trình là nhóm các sản phẩm làm mới những điểm đến đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh với giá ưu đãi và nhiều dịch vụ hấp dẫn từ các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, dịch vụ. Bên cạnh những cái điểm tham quan truyền thống thì cái
sản phẩm chúng tôi tập trung vào hướng về cái văn hóa, cuộc sống về đêm ở tại thành phố, những điểm vui chơi giải trí ở thành phố để giới thiệu cho người dân ở cả nước một cái góc nhìn khác và đặc biệt là an toàn trong cái thời điểm hiện nay. Dịp này, website kích cầu du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã được công bố và chính thức vận hành nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết và kịp thời cho du khách về các chương trình khuyến mãi của các doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu du lịch nhằm tăng tính tương tác giữa du khách và nhà cung cấp dịch vụ. Rất là mừng là cái tín hiệu trong vòng nửa tháng nay đó là các nơi đó là nó phục hồi, mà cái phục hồi này rất là tốt cho doanh nghiệp. Vì chúng ta cũng biết rằng đó là tất cả các doanh nghiệp mà nếu mà không có động thái gì đó thì khách vẫn thấy là chưa an tâm. Với nhiều nỗ lực, chương trình kích cầu du lịch nội địa thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 kỳ vọng sẽ được đông đảo người dân và du khách hưởng ứng, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử. Qua đó, người Việt Nam thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước mình, tạo thêm động lực cho ngành du lịch vượt qua khó khăn, thách thức, nhanh chóng hồi phục, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế của thành phố nói riêng, của cả nước nói chung. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nước này đã cắt các đường dây liên lạc quân sự và chính trị với Hàn Quốc vào ngày 9 tháng 6 sau những đe dọa liên quan tới các nhà hoạt động gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới Liên Triều. Động thái trên của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh quan hệ với Hàn Quốc căng thẳng liên quan tới các hoạt động thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới Liên Triều. Theo KCNA, Bình Nhưỡng sẽ cắt đứt hoàn toàn và đóng đường dây liên lạc giữa các giới chức Triều Tiên và Hàn Quốc, vốn được duy trì thông qua Văn phòng Liên lạc Chung Liên Triều, cũng như các đường dây liên lạc khác từ 12 giờ ngày hôm nay. KCNA cho biết các đường dây bị cắt bao gồm các đường dây liên lạc trên biển giữa quân đội hai nước, đường dây liên lạc thử nghiệm Liên Triều và đường dây nóng giữa Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên với Nhà Xanh của Tổng thống Hàn Quốc. Trong phản hồi chính thức hai ngày sau đó, chính phủ Hàn Quốc khẳng định vẫn tuân thủ thực hiện các thỏa thuận đã đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên như tuyên bố Panmunjom, thỏa thuận giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh tại làng đình chiến Panmunjom hồi tháng 4 năm 2018. Ngày 8 tháng 6, thành phố New York, tâm dịch lớn nhất và cũng là một trong các đầu tàu kinh tế của nước Mỹ, đã chính thức bắt đầu quá trình mở cửa. Dù mới chỉ mở cửa giai đoạn đầu, nhưng hàng triệu người dân New York đã có thể trở lại làm việc, giúp thúc đẩy quá trình phục hồi cho thành phố không ngủ từ dịch bệnh. Sau một thời gian dài vắng vẻ, hầu như không có hành khách, các nhà ga và chuyến tàu điện ngầm ở New York đã phần nào nhộn nhịp trở lại khi nhiều người dân lựa chọn phương tiện này để đi làm. Trong đó có cả thống đốc bang Andrew Cuomo. Ông Andrew, thống đốc bang New York nhận định, các chuyến tàu điện ngầm đã tiếp tục mở cửa trong suốt 100 ngày dịch bệnh vừa qua. Người dân New York đã góp phần hạ đường cong dịch nhờ vào sự ứng phó khôn ngoan, và nếu chúng ta tiếp tục điều này thì tình hình sẽ càng tốt hơn. Mới ở giai đoạn 1, nhưng việc mở cửa lại ở New York cũng sẽ có tác động lớn đến hàng nghìn doanh nghiệp. Ước tính có đến 32.000 công trình xây dựng sẽ tiếp tục thi công trong ngày tái mở cửa. Bởi vậy, việc đảm bảo an toàn cho người dân đi làm là ưu tiên hàng đầu. Ước tính khoảng 400.000 người lao động đã trở lại công việc ở New York. Nếu tình hình dịch tiếp tục thuận lợi, thành phố hy vọng nhịp sống kinh tế có thể trở lại bình thường trong vài tháng tới. Trong quá trình mở cửa lại của bang New York được chia làm 4 giai đoạn, thành phố New York vốn đóng góp tới 8% vào GDP của cả bang mới bước vào giai đoạn 1. Theo đánh giá, để mở cửa toàn phần nền kinh tế, thành phố này sẽ mất khoảng từ 2 đến 3 tháng tới. Kể từ ngày 8 tháng 6, chính phủ Anh yêu cầu hầu hết người nhập cảnh nước này phải tự cách ly trong 2 tuần để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Quyết định trên được áp dụng đối với cả công dân Anh và người nước ngoài, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ hai từ nước ngoài. Theo đó, những người không tuân thủ các quy tắc kiểm dịch phải đối mặt với mức phạt lên tới 1.000 bảng Anh, tương đương hơn 1.200 đô la Mỹ. Du khách đến từ Ireland và nhân viên y tế nằm trong số những người được miễn. Các quy tắc mới được đưa ra vào thời điểm các quốc gia châu Âu khác đang thu hút khách du lịch trong kỳ nghỉ hè sắp tới. Theo đó, người đến Anh bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển hoặc tàu hỏa phải cung cấp chi tiết hành trình và địa chỉ sẽ tự cách ly. Tuy nhiên, ngành hàng không và khách sạn lo ngại quy định cách ly đồng nghĩa với việc các ngành này sẽ mất gần hết cơ hội kinh doanh trong mùa hè này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi các quốc gia tiếp tục nỗ lực ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khẳng định bệnh dịch đang diễn biến xấu đi trên toàn cầu và vẫn chưa đạt đỉnh tại Trung Mỹ. Trả lời họp báo trực tuyến, Tổng Giám đốc WHO ông Tedros nêu rõ,
đại dịch đã trải qua hơn 6 tháng, hiện không phải thời điểm để bất kỳ nước nào lơ là trong cuộc chiến chống COVID-19. Trong khi đó, giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan cho biết, số ca mắc bệnh tại các quốc gia Trung Mỹ vẫn đang trên đà gia tăng. Theo ông, đây là thời điểm đáng quan ngại, đồng thời ông kêu gọi chính phủ các nước lãnh đạo một cách vững vàng, cũng như quốc tế hỗ trợ cho khu vực. Ngày 8 tháng 6, Ngân hàng Thế giới WB đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 6 năm 2020. Theo báo cáo, thì nền kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm nghiêm trọng ở mức là 5,2% trong năm nay do cú sốc nhanh và lớn của dịch COVID-19 gây ra, cùng với các biện pháp đóng cửa nền kinh tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Điều này đồng nghĩa đây sẽ là một cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai, với phần lớn các nền kinh tế đang phải trải qua sự sụt giảm sản lượng bình quân trên đầu người kể từ năm 1870. Báo cáo của WB cũng dự báo hoạt động kinh tế của các nền kinh tế phát triển sẽ giảm 7% vào năm 2020 do nhu cầu, thương mại và tài chính trong nước đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi dự kiến sẽ giảm 2,5% trong năm nay, sự sụt giảm lần đầu tiên của nhóm này trong vòng ít nhất 60 năm qua. Nền kinh tế Mỹ được dự báo sẽ giảm 6,1% trong năm nay, phản ánh sự gián đoạn liên quan đến các biện pháp kiểm soát đại dịch. Sản lượng khu vực đồng euro Eurozone dự kiến sẽ giảm 9,1% trong năm 2020 do dịch bệnh lan rộng đã gây thiệt hại nặng nề cho hoạt động. Nền kinh tế Nhật Bản được dự đoán sẽ giảm 6,1% do các biện pháp phòng ngừa đã làm chậm hoạt động kinh tế. Từ ngày 15 tháng 6 đến 30 tháng 6, dự kiến các thí sinh sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học năm 2020. Một số lỗi sai phổ biến khi ghi phiếu đăng ký dự thi, kỳ thi trung học phổ thông 2020 mà các thí sinh cần tránh gồm: tên không viết hòa, tên phải viết đúng như giấy khai sinh, bằng chữ in hòa có dấu. Ngày tháng năm sinh, nếu ngày sinh nhỏ hơn 10 thì ghi thêm số 0 phía trước. Điền sai số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Lưu ý, về những số chứng minh nhân dân cũ thì phải bỏ trống 3 ô đầu tiên trong phiếu đăng ký. Ghi sai số điện thoại, email. Số điện thoại dùng để nhận mã OTP khi thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học theo phương thức trực tuyến. Ghi sai phần đăng ký môn thi. Lưu ý, năm 2020, các thí sinh chỉ được chọn một trong hai tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Sai mã ngành, mã trường. Phiếu đăng ký dự thi có rất nhiều các loại mã như mã cụm thi, mã đơn vị đăng ký dự thi, mã ngành, mã trường đại học, khiến nhiều thí sinh lúng túng. Về mã ngành và mã trường đại học, thí sinh cần tìm hiểu cụ thể về trường đó để điền cho đúng. Sai khu vực tuyển sinh. Những đối tượng thuộc khu vực 1, 2 và 2 NT được cộng điểm, trong khi đối tượng thuộc khu vực 3 không được cộng điểm. Vì thế, thí sinh phải điền chính xác khu vực của mình. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Tin nắng nóng và cảnh báo mưa dông, lốc sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hôm nay mùng 9 tháng 6, các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến từ 34 đến 35 độ. Dự báo ngày mai mùng 10 tháng 6, nắng nóng có xu hướng dịu dần trên địa bàn toàn tỉnh với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 33 đến 35 độ. Cảnh báo, hiện nay mùng 9 tháng 6, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 26 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam. Chiều tối và đêm nay mùng 9 tháng 6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 12 giờ, có nơi trên 40mm trên 12 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 6 năm 2020. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có nơi có mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, độ ẩm trung bình 70 đến 80%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có nơi có mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, độ ẩm trung bình 70 đến 80%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 15 xã phường, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, độ ẩm trung bình 70 đến 80%.